Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi câu ở một cái bãi câu rất là đẹp mọi người. Ngay chỗ này nó rất là rộng luôn. Thì hôm nay mình quay clip này để chia sẻ với mọi người là cái bãi câu nó ở nằm ngay chỗ Bến Đò nha. Bến Đò thì hôm nay do là tình hình là dịch bệnh á nên ngưng hoạt động rồi. Cho nên mình ở gần đây thì mình ra đây mình câu thoải mái mọi người. Đây. Đó. Đây là cái con đường đi xuống Bến Đò nè. Và cái con sông này là nó nằm rất là lớn. Thì hai cần của mình là nãy giờ mình xuống mình để dưới kìa. Rất là đẹp luôn. Thì không biết chỗ này có cá hay không. Thì đây mình cũng câu lần đầu tiên rồi mọi người. Hôm nay nói chung là một cái clip là một cái địa điểm khác nhau. Cho nên là mọi người hãy nếu mà thích đi câu hoặc là thích đi kiếm chỗ câu có cá thì mọi người hãy đăng ký kênh và like video để có thể là khi nào mình up cái video mới lên thì mọi người có thể là thấy và mọi người đi xem những cái địa điểm ở mình câu là nó có cá hay không. Thì đây là cái địa điểm là rất là nhiều địa điểm rồi, địa điểm này mình mới tới nữa. Thì nói chung là một cái video là mình sẽ đi một cái địa điểm khác nhau để mình câu và mình quay cho mọi người xem coi nó có cá hay không. Thì nói với mọi người là đây là một cái địa điểm là mình câu mồi cám nha. Vẫn là câu mồi cám với cám gà với cám tanh. Thì hai loại cám đó thì mình câu nó rất là dễ làm cho nên mình tiện là cái là nó làm rất là lẹ và mình mua thức ăn nó rất là rẻ nữa. Nó không có tốn chi phí. Cho nên mình câu những cái loại cám đó thì nó dính có một là cá mè, hai là những cái cá chép rồi thì nó có thể nó ăn. Thì bây giờ mình sẽ quay cần cho mọi người xem nha. Đây mọi người, thì bến nó nè mọi người. Bây giờ thì nước nó chuẩn bị nó lớn rồi. Nó nước chuẩn bị nó lớn rồi, nó đứng rồi đó. Thì cái nước này là mình câu cá mè là bảo đảm là rất là ok nè mọi người. Mọi người câu nước lớn nha, còn nước ròng thì cá mè nó hết ăn nha. Hai cận mình để dưới kìa. Dưới nắng, hơi nắng này mình lên đây mình ngồi. Khi nào có cá thì mình xuống mình kéo thôi. Mình cũng mới xuống đây tầm khoảng 5 phút rồi mọi người. Thì ở đây nó có lục bình rồi nó tấp vô khá là nhiều. Ở ngoài kia lục bình khá là nhiều lên cho nên cá nó tụ tập về đây. Nè. Thì mình nghĩ chắc đây là nó không có chà gì đâu tại vì Bến Đò mà. Thì nếu mà dính chà thì mất chì thôi mọi người, phải chịu. Câu xong là mọi người phải chịu cái vấn đề đó nha. Nói chung mình thấy nó rất là đẹp nhưng mà không biết dưới có chà hay không, biết chà chôm như quăng xuống cái một là dính lưỡi liền mọi người. Rồi hôm nay câu thử có nha mọi người nhớ theo dõi hết video nha. Để mình câu có là mình quay luôn. Nhiều khi quay không được những cái cảnh đẹp đó mọi người. Tại vì có một mình mà mình vừa câu mình vừa quay, nhiều khi cá giật mình đâu quay được đâu. Giật lên xong mình mới quay thì cái đó là mọi người thông cảm nha. Không có quay cận cảnh lúc mà nó cá nó gị được. Tại vì quay bằng điện thoại mọi người ơi, không có thiết bị máy quay. Google đồ nó quay thì nó ok rồi, còn mình quất điện thoại luôn. Nó xong cái đẹp mọi người. Rồi giờ thì đợi đợi cần nha mọi người. Khi nào có thì sẽ tiếp tục ngồi đợi thôi, không gió. Ở đây gió cũng mát lắm mọi người, sông nó gió nó lên mát lắm. Xong nè. Xong này đi qua bên cái gì không bển không biết bên đời gì bên đó thì đây có một cái cửa hàng gì không biết là bán gì á nè bên đò nghỉ nè mọi người, đò ngưng dịch Covid thấy không, đò tạm ngưng dịch Covid đó. Mình mới ra là mình câu nè, cái đường nè, cái đường vô nè bên đò ngưng mình mới ra câu được, còn nếu mà đò chạy thì chắc không có câu được mọi người tại nó chạy qua chạy lại mình đâu có chỗ đó mình câu ha. Rồi vậy thì đợi chờ
tiếp tục. Nước lớn à, nước lớn ngập cần câu luôn. Tình hình là nãy giờ mấy tiếng rồi chưa có con nào. Chắc chịu. Bãi quá im vậy mà không có cá nè. Đây là do mình câu không được. Mình câu cá không ăn. Chứ quả không có. Đường lên nước ngập cần luôn rồi kìa. Câu mà từ chưa mực nước nào nằm tuốt dưới mình dính lên ngập cần luôn rồi, chưa có con cá nào. Lục bình tôi rồi tấp rồi im quá trời im. Không được. Quăng gần ở đây nè. Quăng vô cái xà lan đó. Không có. Ở đây ngon thì quăng đó, còn nếu mày có đò thì chấp nhận quăng đó thôi. Anh xui rồi mới nhiều khi cá nó vô mấy chỗ gần nó ăn nè. Quăng xa quá ngoài. Không có con nào ta ngập cần luôn rồi ơi. Ngập cần câu luôn rồi. Ngập máy luôn, hư máy luôn. Trong đã không? Trong vậy mà có cá mới đau quá chứ. Ồ, cái bãi nè. Khủng khiếp. Không có một con ma nào. Sao đây không biết. Máy ngập. Đó. Đó, cần cá rỉa kìa. Cần đen đó. Phải không mà. Đó. Nó gịch gịch đó. Sống gịch đầu nãy thôi. Ừ đúng rồi. Sống nãy nè. Ừ. Vậy thua rồi. Thôi thay mồi thôi. Tình hình là nãy giờ kêu ru mọi người ơi. Chưa có con nào hết. Nước lớn này nhóc luôn rồi. Bánh đò quá đẹp. Im gu. Chắc bây giờ về thôi. Bữa nay câu không có nữa rồi. Ui, mệt quá. Nước dày câu không có. Không có cái mè, cá tra gì hết. Bình thấy im quá im. Gì mà không có cá mọi người. Đáng lẽ này im quá vậy mà cá không ăn. Ra cào quá thật cào. Trong lớn ra cào dữ lắm. Cào cá nhát hết trơn. Thôi bây giờ về thôi mọi người ơi. Im gu à. Chiếc xà lan đậu. Được bình quá là tôi rồi. Nó đâu ra tôi dữ ta. Lục bình này nếu mà vậy là phải có cá nhiều mà sao này không có ha. Tôi quá là. Cái lên đây được về. Thôi về mọi người. Để mọi người vào cái những cái clip tiếp theo nha.
sự là hết có cá nữa. Dướng rồi, để dướng đó. Dướng nhưng mà nó kiểu như kiểu như mà mấy cái gác nhỏ nhỏ kéo lên được. Ghe chạy quá trời mà. Cần câu lục bình. Nước im quá là im mà không có cá nè. Cá ục à, cá nhỏ ục. Rồi về mọi người. Còn không có rồi, ở làm gì nữa. Thôi bây giờ cũng cần đi mọi người. Xong đẹp quá ha.